còn lái chim bữa nữa. Trời hết. Dạ thôi anh. Ăn cho thằng Tính thương chút gì anh ơi, nãy siêu này nè. Ác lắm, đã lên ém hai khô rồi. Tình thương mến thương quý vị các bạn ơi, đây là bữa ăn ở bữa ăn nhà ông Tài cuối cùng, bữa ăn cuối của tập phim nhà ăn cuối cùng có rồi. Nhưng mà không có thì bây giờ bình thường một họ không giận hết, có người vô ăn thì ăn lẻ. Hai anh em ăn chung quay qua quay lại là thấm đậm tình người luôn. Hết cũng trồn tống hành luôn á. Ngon quá mẹ. Ngon mà. Cây lớn mua hàng luôn. Tướng lấy ra hết luôn hả? Lấy hết luôn hả? Siêu ác thì mua không đi dành không nhậu lấy ra hết luôn. Nước mắm nó văng. Nãy em nói hết rồi. Đang đi ăn cái sáng con mắt mà lên. Đâu có ăn một mình đâu các bạn. Nên ăn hai người mà. Em đi chưa ăn mà. Em qua cho nó không biết ăn. Giải gì anh? À, ăn một mình Bêu La, ăn một mình xấu. Mẹ Bêu La nói ăn một mình xấu. Sorry. Mai gặp lại đi. Mai gặp BFF nha. Ok. Yêu BFF. Trời ơi, cái dĩa khô ngon kìa. Chấm mắm me ăn cái nữa rồi. Ăn không. Anh Thi ship qua nè. Dạ ăn, anh Thi ship đi. Rồi. Anh Thi. Bén hả? Rồi, vô. Nhớ cái nắp. Có chờ đàn khô. Tới 4 con lận. Xin con đi. Rau củ quả. Xin. Chấm mắm me cứ ngồi cầm cái chén mắm me. Chấm con. Vô. Ăn đi. Ăn mà. Không mà, ăn đi sáng con mắm đi. Bèo ăn với tôi nè Bèo. Nè, cái này người ta chỉ cái miếng này nè. Mắm me. Chấm một cặp lên cho nó. Đây cả nhà xem, này là mắm me. Em đi bay em hả? Chấm này. Ừ, giúp. Khô cá đù một nắng. Rồi chấm ăn ngon hết. Bốn hai chấm kìa. Cái người đang live stream được ăn mà người ngồi ngoài được ăn không? Mới là thấy rảnh mà. Ngon hả? Có BBL. Cái này mà chấm với mắm me. Tiền lương chưa thấy đâu đó. Mới đám cưới là đi ăn với anh nè, bỏ chú gãy rồi hồi. Mắm me nè các bạn. Nghe chú gãy quá. Mắm me đây gọi là đỉnh cao in the round á. Quay qua chú gãy cái giống như là La School đó, em thấy underground là gì em không biết. Quay chú gãy đi, mới đám cưới xong rồi cho ăn mình lên. Mới cưới không à? Chú gãy mới cưới không đi tăng hai còn ăn mình. Rồi ăn mình. Cô dâu đi theo bà của cô dâu. Cùng cảnh ngộ. Con gãy mà vô nhà này là bị em hiếp à. Bị già con Uyên liền. Đá trung tâm không à? Đó. Thôi ăn hoài, siêu ơi. Ăn gì mà ngon quá Ngọc ơi. Chấm mắm me. Cơ cấu đẹp chứ. Mạnh. Cơ cấu. Nhậu xong nghỉ quay luôn nha. Gà dữ. Bà đẩy đi anh, đẩy đi. Gà. Miếng gà mà nhiều người để ăn đi. Nhiều da chỉ có cái đùi. Để mà cứ tứng không về cũng được nha. Nó ngon. Bà nhiều nhựa nha. Hôm nay còn tối còn quá trời luôn á. Rồi bây giờ con sẽ làm cái ra là làm ăn gà với mắm me. Món mới. Ơi cái thằng heo mới đó. Còn mua về bỏ đây ăn. Ủa, không ăn được. Ăn lấy tài xế. Em ăn gà với mắm me. Trời ơi. Đi mua. Tướng gà tôi. Thiệt công nhận ăn gà với mắm me quá xuất sắc. Quá đỉnh. Đâu có không uống á. Mua cái á. Gì vậy? Cả nhà cùng Bảo Ngọc nha. Rồi. Tớ ăn miếng gà tớ. Quá xuất sắc rồi. Rất là ngon. Đậu. Cái đúng ngon nhất trong con gà là một là cái đùi gà, hai là cái cánh gà. Hết rồi. Đối với Bảo Ngọc là vậy. Đó, đứng còn biết đối với cả nhà là cái nào ngon nhất nè.
cho miếng mắm mè nè. Cho miếng la mè hả? Quá chắc rồi. Má mặn mà cố luôn. Con đi ăn thử gà cho mắm mè. Chưa. Ngon. Gà nấu với lá me thì được rồi, chứ gà chấm mắm me hay là ông ngoài đời mà ông cưới xong cái người cô dâu á đi ăn về đây mình bị á để ăn lên cái tội chưa thiệt chưa ạ thì bị bỏ gơ á đàn ông em gánh đi bị đàn ông chứ mày uống gì miếng gà tôi à gánh luôn tôi dằn mặt quá không sắc cái môi tao cắn lưỡi hả em bất nhập với đàn ông lắm coi xuất sắc anh uống đi lát cặp đi về xịn hết rồi không quay nữa cho ông nội đó kìa nó không uống đá rồi ôi hello hello anh Bi coi là chim mình hello hello các bạn anh Bi có xăm hả đâu có xăm đâu xăm chân ngoài cũng không có xăm chân ngoài luôn mà áo qua lỗ là quay live stream không có dở cái tay lên giả cái tay lên là sẽ bị thấy những cái điều không nên thấy nó quý vị các bạn. Rồi mắm mè ăn với gà hết sảy con mà mày không hết sảy con mà ăn ăn cá luôn không mấy tài xế xé xương cá ngon tốt mấy gà vậy luôn á mấy cá đi không cái này là khô cá đủ có lấy cái móc có xương nữa bài ra cho ta ăn đuổi nóng làm có lỗi sao vậy? Đây. Thịt nè, thịt nó nó béo. Nhìn nó. Cái nhà có ba dạng khô sạch gần vô, khô sạch gần mà cái trứng của nó nhặt nhìn nó không có được đẹp nhưng mà ăn vô nó giòn mà nó ngon. Ngon. Nhưng mà hiếm có con nào có. Ăn chấm cái gì nói cho cả nhà nghe là cả nhà. Chấm mắm nè. Nè khô rồi các bạn. Nghiền cái mắm mè ra. Nghiền ra cái nó ngon xuất sắc rồi. Rồi trời ơi. Nó vậy không? Xuất sắc luôn. Hết sảy con mà năm luôn. Cho miếng ớt nữa. Ừ. Nó kìa. Hết sảy con mà năm luôn. Ơ dạ. Đang ăn nè. Nè nhanh lên. Ấm. Mắm mè ngon ha. Nè ăn cái cuối nữa. Ừ. Đi quay về bên nhậu bên đánh bài. Con cua cái cầm quá. Hồi có người đạp tham gia đi lâm tập. Ông đi chấm không ăn. Ông hỏi thăm cái nhà chiều ăn cơm gì chưa. Cái ngày chiều ăn cơm chưa. Miếng giòn rồi bạn. Miếng nó có xương xương nhưng mà có xương xương nó giòn rồi. Em không biết ăn xương. Thôi bỏ lấy mẹ. Nè còn miếng cuối ăn này hết rồi dùng cái gà. Rồi em đi vô cái mọi người xem đông quá trời. Nói bởi sao ra. Vậy. Dạ. 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 Cắn quá. Ờ tao ngủ hoài. Biết mẹ cũng không. Rồi đâu có đưa cái đó đâu, né né cái đó ra. Né né già, giờ anh muốn, giờ em muốn anh. Cái khô này ví dụ mà đối với bạn học á. Hết rồi không? Không. Nữa thôi. Ừ, anh đi vô quá trời. Nữa phải không? Ngon mà. Đội đây đội mạnh mà. Đi vô quá trời rồi xem. Gia đình số 1 hiện tại ngày hôm nay là còn chắc chưa tới 5 ngày là hết rồi phim các bạn. Hôm nay uống rượu bia thằng gái. Đây là cái cuối rồi. Đây là kết thúc bối cảnh của gia đình rồi. Đầu gà đuôi cổ. Cho là cái gì mà vẫn chưa làm thì làm hết đây không ngày hôm nay đi. Hết cơ hội rồi. Trời men à. Trời quá. Đỡ ngọc ngoài đời dễ thương nhiều ha. Anh bị cu te đó kìa, nãy giờ anh bị cu te đó. Anh bị cu te ơi kìa. Ơi nghe. Nãy giờ quý nó thắc mắc cái chuyện ở ngoài luôn ta. Dạ cảm ơn. Đi gấp cái. Để quay hết lịch. Bây giờ đây tới ngủ kính luôn ở đây. Ý này là chúc các bạn buổi chiều vui vẻ. Nước sâm. Nước sâm Mỹ Lao. Uống tốt cho sức khỏe. Mỹ Lao hay Tàu Lao? Uống Mỹ Lao nha các bạn. Chà đá hả? Thật sự cái này là Mỹ Lao. Nói coi dễ đường không bộ. Cha con mình anh ơi. Nóng quá nha. Còn gì nữa đâu mà ngốc con sầu. Đây đặt con rắn á. Đặt con rắn là ngay cái tầm đẹp này luôn á. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Hai chim là phải kẹp cái tay lại.
Thôi hết rồi, thôi hết rồi. Đây nè, con rắn nó chui vô miếng thè đó. Ba con rắn nó đang nằm ở cấp trên nè. Quay qua mấy đàn nó hay đàn. Nó đừng bụng quá kìa. Hôm mai gặp bà đi ăn nha. Lấy nguyên dĩa qua luôn. Tôi 370 thôi. Đâu quá. Đâu là nó đói quá kìa. Nè, ăn cái này không? Có em có rồi nè. Đâu mẹ bé. Ủa mình muốn sáng hơn nên mình bấm chỗ nào ta? Đó có cái này hả? Sát bên, bên phải. Đây hả? Đúng rồi. Là người ta coi sáng hơn hả? Đúng rồi. Ông thành của ở Tiền Giang. Yes, xin chào quý vị và các bạn. Chuẩn bị hết livestream rồi mình biết. Hai chị em đi. Lù đù hả? Hai anh em ngồi không hả? Có. Lù đù là miếng mà. Cái gì ta? Đậu khô gì cũng có. Da gà. Da gà là một cái đặc sản của lộn rồi. Chép có. Da gà là một cái phần ngon nhất trong con gà. Da người ta lấy cái cây nó dầm ra, nó nhuyễn gì còn. Da gà mà chấm me là không. Chấm mắm me là không bài luôn. Cậu ăn da gà chấm mắm me em cậu. Này cậu chấm mắm me nè, với cậu kìa. Ô băng còn chấm mắm me hết sảy còn một năm hiểu cả nhà. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chấm gà này mọi người ơi. Mấy đứa chỉ là chim đi chăn nói chăn gì luôn. Cá này cá đù Bella ơi. Khô cá đù Bella biết ăn không? Gửi cho Bella cá sặc. Cái này cá đù. Ở Bella biết ăn cá đù không? Bella biết ăn cá đù không? Chị hồi đó em nhớ có cá gì cá lát. Cá lát là làm gì? Chiên nó, đợt mình chiên nó. À, bơi em muốn ăn thêm hả? Cần Thơ. Thôi ăn vậy thôi, chụp lát mình ăn. Cô ông Giao làm. Nó một cái không cái nào hình trên á. Cô là Giao làm ngon. Chưa ba con lên, chúng kêu ba con mua cá lát rồi. Ông có lên không? Thôi ngồi live stream đi nha, anh hai đi qua bên kia đây. Nhông. Bây giờ okay. Lên 800 luôn rồi kìa. Trời ơi, anh đi đi, cái là nó còn xuống còn trăm mấy. Đúng rồi. Không, bây giờ hãy giữ anh Bi lại nha cả nhà. Tôi cả nhà khen anh Bi đẹp trai đi, anh về giữ anh Bi lại hả? Bi bây giờ thấy được mạng rồi. Giờ comment cho anh Bi đi, rồi anh Bi mail lại. Mọi người gán đi. Đây hình ảnh này, còn có vài cái livestream nữa thôi là không còn cơ hội để livestream cùng nhau nữa đâu. Bi chú muốn Facebook chú có thêm 50.000 người like nữa không? Nói sao đi. Để có thêm mạng đó. Bi không có nói gì. Kiên trì. Mai mốt có like thì hai anh em nốt like là cho cát chứ không like được ở đây nữa. Ờ đúng rồi. Nè anh Bi ơi gọi tên em đi kìa. Hello Ngọc Hân, gọi tên em trong đêm. Gọi đi em, gọi mà gọi giang cái chữ ra. Hello Ngọc Hân. Gọi tên ba em ba hay ngày hôm nay này xin chào Ngọc Hân. Ê ê cô lên một ca không các bạn. Không giữ nó. Lên một ca không? Lên một ca. Lên một ca chấm cho miếng này ăn luôn. Làm được 2 ca là mấy anh em hát đó. Đúng rồi, 2 ca. 2 ca là hai anh em. Xe qua hát luôn. Xe đi. Rồi bây giờ mở cái điện thoại này ra lấy bấm nhạc lên cho nó vui. Giờ chuẩn bị coi. Ồ tự nhiên đang chia sẻ thiệt là nhiều vô lên 581 tụ xuống còn 771. Gán đi lớn lên 1 ca đây quý vị. 1 ca thì con sẽ bắt nhạc nhưng mà 2 ca thì con mới hát. Thôi đây. Bắt nhạc xong là nó bị dính bản quyền xong bị xóa luôn á rồi xong. Thôi mua thầu rửa cho. Chào Lâm Chi, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay tôi đang đợi một người nữa thôi, một người nữa thôi. Please, một người nữa thôi, một người nữa thôi. Một trời. Wow, thật ra lại tổn. Muốn máy của ba thằng với lại. Yeah, thank you. Thank you các bạn. Gọi tên em đi kìa. Gọi tên em anh Bi ơi. Quá công sức hồi nước mắt của tao đó. Quay lại. Hello. Hello. 2.000. Anh Bi đẹp trai quá trời kìa. Gần chết. Quay lại. Quỳnh Ngân, cảm ơn Ngân kìa. Cảm ơn Quỳnh Ngân nha. Tôi sáng ngày mai vô không gặp.
Ngọc gọi tên một ca rồi, cảm ơn em, cảm ơn các. Ôi tôi thấy thấy nick quen không nha, thấy toàn là những người thân thương không nha. Một ca rồi ạ. À. Sóng gió đúng không? Ok. Bài sóng gió đi. Kệ hát thôi. Biết rồi bài đó không? Con lộn con này ra luôn đi đi. Cùng trên trên đôi cây. Để em trong phút giây. Nó lành qua cả nơi. Trời nó đổ đổ. Đổ cây là chén mè rồi nghỉ live stream luôn. Tưởng tượng lập lập che chén 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 nước mắm là đi đi tắm chắc tới sáng ngày mai luôn á. Nhưng nước mắm vậy mà lập rồi. Mấy người coi lòng nào đâu có hay. Lên 2 người 2.000 người coi. Anh xin gọi em gọi nó vô cái cũng là 2.570 người coi. Thương sao vô vây. Hay lực. Sóng gió cao rau kê. Mỗi chén mắm. Anh Bi ơi, 1.100 rồi anh Bi ơi. Ghê vậy? Trời ơi, ghê quá, lần đầu tiên. Các bạn dồn qua đây hết đi, các bạn ngó cho kỹ đi. Rồi ok, vô nha. Đó, tin luôn á trời. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi. Mày cầm cho. Sắp pin hả giờ? Không biết nữa. Đi dọn dọn. Đâu? Mày để vô đây nha. Mày cầm cho con với anh Bi, không hợp lại lắm nữa. Hồng trần trên đôi cánh tay, hoa đời em trong phút giây. Từ ngày thơ còn mơ đến kim thơ. Làm người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Một người yêu ơi, hóa thành người dâng đến khi ta từ xưng à. Em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đen. Thương nghe mùi gia lý hương, vườn hoan mãi bên thềm. Đời phiêu du có tìm mỗi người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Kim kỳ về vẫn cánh tôi, sao chẳng số phương thề. Em mai đừng xa cách tôi, sao câu nếu em về. Bình yên trên mái nhà, nhìn đời ngược dòng. Em còn bên anh có phải không? Phải không, phải không? Phải không, yeah. Trời ba ngày sang năm tháng tư đề, sang ai về chung lối. Người mang tia nắng nhưng có sao còn tầm tôi. Muộn mà em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em lẻ loi. Giờ lên như thế lên ăn cơm ăn cơm. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Nhanh sớm rồi kìa. Trời lớn dán lên 2.000 thì con hát bài cái gì còn nha. vô gặp gáp đi ơi. Ê, nếu em có về anh xem mang hết những suy tư, mang hết hàng trang những câu khổ với lời chương có gì cứ em mà lên lên cái này là để anh Quý đọc ghê lắm. Đúng rồi, Quý đọc. Quý đọc lên ta chẳng mừng lòng hay chẳng đây nói bây giờ có khác gì đâu cho kinh nghiệm của mình em biết chỗ mình có hàng trước đây sao có thể định mờ để cho mình nói với mình có hàng trước đây sao. Em ơi tình ai em mai đâu rồi đừng đi vì câu hứa. Trời ban anh sáng năm tháng tư về, sáng ai để chung lối. Người mang tia nắng nhưng có sao còn tâm tôi. Một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Nhìn về anh, người chẳng khiến em. Xong phút bồi hồi một lần này hỡi anh mời ở lại đi vạn trùng cơn đau ngoài kia chỉ là bão tố. Trời ban anh sáng năm tháng tư đề sáng ngày đẹp chung lối. Như nàng tiên nhân nhưng có sao còn tâm tôi. Một ngày em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Quên lắm này quá kìa. Nhìn về anh, nhưng chẳng khiến em lẻ loi. Rồi nói ba với anh với nhau.
bên này, người thì còn ở đây, người thì còn ở đây. Rồi vô nè, hồng nhan bạc phận. Rồi vô hồng nhan bạc phận. Cái nào khó khó hồng nhan bạc phận quý hát nha. Đang ok. Anh Bi ơi, anh Bi ơi. Vô. Nào mình cùng hát nào. Vô nào mình cùng hát. Vô. Uống miếng bạc xỉu à. Vô. Này cầm gì em con nha. Vô, hồng nhan bạc phận. Đọc rap cho anh Quý đọc. Nào có khó được không? Đúng rồi. Vậy nào như vậy. Ủa? Để sao con? Máy đi. Ai sao tiền này, ai mang tiền hát cho mình hay đi. Lên trên phê lên 2k luôn. Ai đưa về nhà, ai cho. Bây giờ vậy người ta có bị ngang không? Ba con ngang đó. Thật rồi, sướng chân. Ông đàn giống như là đại bài. Giống đại bài ngồi ngồi chân. Hoa vẫn rơi trên thềm nhà, lá sắc rơi thêm nhiều và anh chúc em yên bình mỗi tình mình. Hẹn em kiếp sau. Em ở nơi quê hồng. Ngày mai nhớ em theo chồng. Và tô má em thêm hồng. Ôi đến đau lòng, ôi đến đau lòng. Tình mình dẫn em đi rồi. Bụng xoay bánh xe lên ngủ. Rồi ôi vỡ tan rồi, ôi vỡ tan rồi, cách nhau gần rồi, trời trong chiều thu. Em bước ra đi nước mắt ấy dịu đi. Hoa vẫn rơi bên thềm nhà, lá sắc sơ đi nhiều vào. Anh chúc em yên bình mỗi tình ngày em xin cho. Tăng 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 tăng. Dạ, giờ hát bài gì cả nhà đề xuất nha.
Thôi mà giờ cái tuột là thôi em đi giờ tuột rồi giờ sao em đi? Đang ngồi nói chuyện đi, zoom lại thành hai người thôi. Tuột lai là nghỉ à? Giờ tuột lai là zoom lại hai người. Mình là lên lai lại hả? Dạ đúng rồi. Thử dạ. Thử nha. Rồi. Ba anh em hợp ý nhau quá. Rồi bây giờ mình hát bài gì ta? Thôi tụt xuống 1.400 rồi. Cho bài gì ta? Không, 1.000 là đã ghê gớm rồi. Còn vậy nữa, quậy nhất rồi. Thôi hai đứa con hát. Dở vậy hả? Ừ, dở. Cha sao đừng mịt thằng Minh Hòa. Ba sao đừng thằng Minh Hòa. Độ gác là kia. Ai là người thương em? Ai là người thương em? Ok. Hát này kêu hai nhậu rồi đó. Sao bà nào cũng kêu hai ạ? Hai vô nhậu uống nước anh suối bì, bì, bì. Anh Bi vô vô ấy. Hát chung với em. Hát được ở đâu? Ốp phim rồi. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc nhớ anh bao điều. Em thích hoa hồng không? Em thích hoa màu hường. Chuẩn bị vô. Bài này hát mình phải có tâm trạng xíu. Ơi mình lách lách qua chút xíu. Lát rồi điền vào chỗ trống nữa mệt lắm á. Điền vào chỗ trống. Mình lách lách qua đây nè. Lách qua đây đi. Mình lách qua đây đi. Mình phải điền em qua đây nè. Mình sợ điền vào chỗ trống lắm. Là sao chưa hiểu? Chuẩn bị. Người con ủa lộn quên luôn chưa vô. Con gái anh qua đây nè. Quý, qua đây ba đứa ngồi nè. Có một mình đi dưới mưa. Tiếp lên đi. Lời con rơi khi ngồi xem. Để anh Quý. Ngồi đi Quý, ba đứa không nghe được ngàn mẹ ơi. Quý cứu cánh nè. Cứu anh Quý ơi, cứu. Hép. Thì nhạc nó dị thôi. Người con gái anh từng yêu quên. Rồi bây con có đem báo lo không? Có những chiều tay nắm tay. Đừng để đâu. Hoàn hồn tuôn ta kề vai nói những vô điệp khúc em hát. Bi ơi, Bi để đâu? Đôi ta sẽ chỉ cần để đâu? Nhau thôi. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhà anh vào điều tiếp hôm nay ơi. Hôm và mùa đông được anh luôn biết sau lưng em nói bên anh qua bao ngày. Em muốn dành khi yêu thương đang gìn giữ vẫn đang lành xóa hết đi bi bông. Ngày đêm say quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được. Người mình thương giờ chẳng còn quen thuộc. Anh Bi tuột rồi nè, anh Bi tuột rồi nè. Bi ơi kìa. Ai mộng cái tiếng sao? Mời nó phải nào bỏ cái tiếng ra ngồi coi được. Không, có đồ chơi luôn nè. Đi đứa nó ngồi đi, đi đứa nó. Bài này buồn quá. Bài vui vui đi. Bài vui là bài gì? Bài gì gác của anh kia đó. It's a sad to me. Ủa cái này ghi chạy thế nào? Bài à? Rồi giờ tóm lại là sao đâu? Cái nói là gì à? Mày đó đó. Cái điện thoại đang like gì ta? Bài giờ bài gì ta? Cái nói vô của học. Bài nói vô. Em không biết cách. Bài kia đi, bài đọc giáp đi. Nhà có đường đi nào nha. Lộn. Vậy là em lên đường sớm nữa rồi. Anh Bi tên gì anh Bi? Không học ra nữa. Hả? Gì? Còn hai con kia chưa lấy 6:30 rồi. Còn 29 đổ ra nó tư. Không có nó của bạn. Ủa con câu của cổ đó. Cô gái anh yêu quan tâm và nhắc nhớ anh bao điều. Em thích hơn. Cái này của bạn em mà. Chi béo nè. Ủa này chi béo hả anh Bi? Bi. Chi béo hết hai. Chị đang stream đúng không? No. Ừ. Đó không được. Đó
Cậu má giờ nó không biết nó tới chưa. Nhà chưa tới đâu. Right. Nhà này có anh đi. À, em đã không được. Không? Em thuộc bà đó lắm. Anh hai ăn chút anh hai vô nghe cái gì vậy các bạn. Lạc trôi kìa, ngắm mày lại rơi kìa. Sao vậy? Không sao, không sao. Nó để thôi đó. Lấy chai nước nữa chấm vô. Tới nãy. Hello, right. Đồ trên bị cái view ok chưa? Yes sir. Đợi đi, giờ đợi mình tâm sự một xíu đi. Nãy giờ mình cũng hát nhiều rồi. Đúng rồi. Giờ mình tâm sự một xíu đi ha. Bây giờ sẽ tới tiết mục Tối Ngọc trả lời comment của quý vị khán giả nha. Than em gì? Than em hai anh. Em ngồi không hát mà ăn chào anh đi nha. Hello em, chào mọi người. Rồi diễn đi kìa. Ok. Tâm anh hả? Tâm anh chị đâu. Your family nice people. Tối Ngọc hát xong giá đi. Dạ, hồi nãy đầu tiên Tối Ngọc đã hát rồi nha. Mở cái bài kia đi, cái bài mà gá kia đó, cái anh ấy đọc á. Cái gì đâu. Ở đó hát vui, đừng có hát mấy cái bài chưa? Nơi này của anh đó dễ hát á. Mua 4 phần 4 người á. Tại nãy siêu dặn không mua đâu, mua đâu. Vừa hát vừa nói chuyện, bấm vừa nói chuyện. Để đẹp gái là em tôi không đẹp ai đẹp. Em tôi cũng đẹp ai đẹp. Nhân trời trường. Ơi, nổ quá. Ê, không? Giờ đã qua rồi. Bài này vui nè. Ok, bài it hết me. Đừng có nói nữa. Còn có đầm mong biết và nụ cười tươi như em. Yeah. Thật lòng đó. Minh Bạch
cảm thấy tự hào về em. Nhìn em xem sự thành công biết bao người thèm. Em đã thoát khỏi những cơn nguy, anh chó tình sang giấc. Dù anh biết em không hề trách và em đã nói là Nguyễn bạn mất. Lê Lan Hạnh Hà, chúc em có thật nhiều may mắn. Chúc cho tất cả những bước mai khi đến tay em đều là thành công. Và anh biết những lời này đến từ anh. Sự ngạc nhiên như có người nói hạnh phúc là khi ta đó. Từ đây nhìn đến cho nên là trong đầu mấy em sẽ thay. Em nên hết tâm phạt. My name, and my it's all because of me. Bong bong. And it's all because of me. Duy Trần. All my asses hate me. Hello, Nguyễn On. And hate them back. À, and it's all because of me. Tay đâu. Ông Khải ơi. Cánh Minh Anh ơi. Yo, yo. Yo, okay baby. Anh xin được chung bài nhạc này gửi những người yêu cũ rằng là nếu em vẫn chưa thể ấm áp bên người yêu mới, anh còn muốn em sẽ tha thứ những điều ngược đãi mà anh đã làm. Và có một người từng nguyện vì em mà làm những điều mà anh chẳng dám. Anh biết rằng anh đã hứa không để em nước mắt, nhưng chẳng có lẽ tín dụng duy nhất anh có là khi nó nằm trong thẻ ngân hàng. Do anh ước một người nào đó khiến con tim em hân hoan và họ sẽ mang những đến cho em những điều mà em xứng đáng. Một em khác không đem những vết thương này theo mãi sau. Đây là những câu nói khi cãi nhau. Em cũng biết khi đau lòng thì anh mới muốn lời ác. Nguyễn Nguyễn Quốc Thiên, Lê Đánh Hà, Quốc Màu Hoàng ơi. Luôn làm lỗi và lấy lý do là không hoàn hảo. Right. Không thể nói luôn quá trả thù luôn phải đầu 2-1 chôn. Có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không còn chỗ chôn. Nếu ta quay về như lúc xưa thì còn bên nhau. Lại Uyên Trúc Nhi ơi. Lại Uyên Trúc Nhi ơi. Quay lên. Anh đã gọi tên hết rồi. Chỉ còn đã không còn ai chung lối. Sẽ đi thôi. Nghe nghe cuốn trôi. Quay lên. Oh yeah, yo baby come on. Okay yo. Oh yeah. Welcome to Tiếng Sóng Gió rồi. Cái con hát á. Gia đình là số 1 phần 2. Gia đình là số 1 phần 2. Ông điên. Đúng rồi, nó điên rồi, không sống nổi luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã nãy giờ ủng hộ cho livestream nha. Đọc tên được anh Quý Ráp luôn. Ôi anh Quý Ráp hơi bị đỉnh. Anh Quý Ráp hơi bị đỉnh. Nãy giờ em thấy cũng có nhiều anh chị nói bài đếm cừu anh đi. Anh có thấy bài đếm cừu đâu. Em có thằng đó không? Không biết lắm đi hát cái đếm cừu đi. Thử đi, thử đọc bài. Anh Quý đếm cừu. Hello Lê Lê Vy. Hello Lê Lê Lê. Anh Quý đọc bài gáp đỉnh quá. Tại vì cái loa của anh nó bị hết pin rồi. Đếm cừu. Đếm cừu karaoke. Sông gió nãy giờ rồi chơi ba nay sang gì? Năm tháng tư về sáng ai về chung lối nhìn về anh khiến em lẻ loi. Thôi lên ngủ đi. Thương sao mùi da lý hương. Có gì đâu trời ơi, chiêu chất lịch là ok nhất đàn mà. Ok vô nè. Em anh Quý ơi, ráp một bài đi kìa. Bài gì? Bài này có ráp nè. Anh Quý không thuộc bài này. Em rất nhớ anh thêm nữa hơn. Năm nay đến khu mà em có mất rồi. Ai đã thương tình mà em lại gần anh vẫn.
nằm mơ có cây cùng đi đốt đây nguyện hôn trên mây liễu lót trên ngọn cây. Có fan nó hỏi anh Tuấn coi đây hôn lên đưa quà kìa anh Tuấn. Vô, yeah. Trời thân thân có mưa, người ấy đã ngủ chưa? Nằm nhớ đến khóe môi anh mỉm cười. Nhiều lúc muốn hỏi xem. Bữa diễn ba đế trẻ mà có thể nhớ em. Nguyên vàng ở dưới giờ điện thoại lên. Happy birthday nè. Mây bay. Cho điện thoại lên mà để hình nữa. Anh đi đi. Vô. Nhớ đến anh, sơi lên thân lên trong lòng em mãi kén ngàn. Một khi yêu rồi đâu cần biết đúng sai. Cho em mong hôn miên man, đêm dài thêm thang. Thôi vô, đến cô làm gì mà hả rồi. Anh vẫn thường ngủ hay là lắc bắt nhạc anh nha anh chơi. Có đôi lời như là cơm nắng trên bàn, còn anh vẫn nằm trên giường mà em sơi. Anh vẫn tưởng vơ về mỗi ngày buổi tối, nhìn đồng hồ 24 giờ đã trôi. Khóa cửa nhà khóa dẹp, chỉ còn môi em vẫn chưa khóa thôi nha. Trời thân thơm có mưa, người ấy đã ngủ chưa nè. Chưa. Nằm mơ đến khóe môi anh mỉm cười. Nhiều lúc muốn hỏi xem đàn anh Bi người có thấy nhớ anh em, cho bao nhiêu thương em mơ không là mấy bay. Đếm cừu đếm cừu đến sớm mai, vì em đến thờ nhớ đến anh. Sao anh lang thang lang trong lòng em mãi thế này. Đếm cừu đến sớm mai, một khi yêu rồi chẳng cần biết đúng sai. Cho em ơn hoa mênh mang đêm dài. Nên hát hoài xong hết bài. Bài này có thuộc đâu mà hát. Mà anh Bi hát gì cũng ok lắm rồi. Ok. Vậy anh Bi thuộc bài gì? Bài chim gì là đã và đủ rồi đó. Đã chi đủ rồi đó. Rồi. Giờ mình sẽ ngồi tâm sự một chút. Nói chuyện đi, nhìn vô trong đó đọc và nói chuyện chơi chút. Anh Bi, Bi ơi. Chào em, thì con trả lời đi. Nó phá đó. Hả? Ngọc Linh phá đó. Chào em nha. Dạ em chào Nguyễn Nguyễn nha. Ngọc ơi em quá tuyệt vời luôn. Mẹ anh hạnh phúc chỉ có một ba đã đưa con xin cạn. Cảm ơn. Chọc gà với sổ ông ơi xối. Cảm ơn. Cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn. Khi Ngọc với anh Bi kìa anh Bi ơi. Để cho anh ăn chút xíu là còn không đói bụng. Em đang đi học mà còn coi trực tiếp. Đã hư em. Cái nước qua thì đọc cái nào cảm ơn mà. Dạ Ngọc ơi đi dạ. Ngọc ơi. Dạ. Lọc của mẹ. Mẹ Hồng kìa. Nói tại nãy giờ con ca. Hello mẹ quá. Sorry mẹ Hồng. Trời nãy giờ con ca. Không thấy mẹ Hồng. Hai anh em hát bài Pedro đi. Biết hát không? Hát bài gì? Duyên phận được không? Bài gì á? Duyên phận là phận làm con gái hả? Hay là bài gì? Cái bài nào? Đập vỡ cây đàn thì nói đi. Đập vỡ cây đàn. Miền Tây quê tôi được không? Được, phải đó được. Lấy bài đó đi. Hai đứa ca đi. Nghe bên Ninh Kiều. Nè đúng rồi. Tương tác đi để tụt cái phần lô. Chiều nó còn đi học nữa. Cảm ý bận rồi bạn ơi. Cảm ơn bạn, chúc bạn buổi chiều vui vẻ. Không qua dự lực đâu, chúng tôi phản đó. Chứ bây giờ uống mà càng càng khó chịu đúng không anh? Không uống. Chứ bây giờ uống cậu anh đang dự xuống chút cửa còn ăn nhậu. Ở gần đây nè. Để cái nhạc ở đây cho mẹ. Hơi thấp rồi. Tâm này hơi thấp rồi. Đây mẹ lựa cho con nói chuyện trên mạng đi. Con nói chuyện đi. Chào con Mẫu Ngọc kìa, con chào cô lại đi. Ngọc phải tương tác với chị. Chào cả nhà. Nghe mẹ Hồng yêu. Man hả? Quý vui. Bé Ngọc dễ thương quá à. Mẹ Ngọc đâu dạ. Tâm Anh đâu rồi làm chi? Tâm Anh làm chi là bữa nay là đang nghỉ ngơi, lát mới quay. Chào Đoàn Diệu Linh. Hai Kiều Anh kìa. Nhà
rơi. Em mãi thế này. Cảm ơn Quỳnh Đốm nha. Chào Ánh Hồng, chào Quỳnh Dương. Hello Cẩm Tú. Mẹ, mẹ Ngọc đâu mẹ? Mẹ bé Ngọc đang ngồi kế bên, luôn hỗ trợ hết mình cho bé Ngọc nha mọi người. Bảo Ngọc ghét quá đi kìa, thì sự bé Bảo Ngọc rất là dễ thương á. Ý là Bảo Ngọc ghét quá đi. Chào Ngọc Phù Thủy nha, chào ủa Phù Thủy hả? Anh kêu Phù Thủy. Muốn kêu gì kêu không muốn gì. Mời anh qua nghe Quảng Bình hả, có dịp là anh sẽ đi Quảng Bình anh du lịch này nọ ha. Mời mẹ Hồng, em mời anh qua Quảng Bình. Mời anh Bi luôn không? Mời anh Bi luôn không mẹ Hồng? Mẹ Hồng, mẹ Hồng qua Quảng Bình mời nè, anh Bi hứa không? Dạ. Hứa không, xong phim rồi nè. Anh Bi đi không? Đi. Đi, dạ, hứa dạ. Nha. Đi, đi. Đi rồi mẹ Hồng ơi. Ngay lúc này đây. Ngay lúc này đây. Mì đây quê hương ơi, về. Để mẹ bấm lại, giữ cao kê. Hôm nay ở bên này sáng hơn nè. Ôi kìa. Nam chị dễ thương quá. Ui. Nắng đưa em về bên dòng suối mơ. Mình là muốn đi là mình đi nhiều nơi lắm á. Có nhiều nơi mình có thể được đi lắm á. Ngọc ở đâu thế? Dạ em ở nhà. Mẹ Hồng nói ok luôn cho anh đi. Mẹ Hồng là nhà. Vô à. Miền Tây quê hương ai về, ai nhớ ai thương. Thương thì thả tim nha. Để về bạn. Còn dương Tiền Giang Mỹ Tho cái bè, Gò Công Tân Phước nè. Gặp nếu xây cầu đường về, Bến Tre gần hơn. Nương thì cậu á. Công còn hoa xưa. Kể ta bóng trên cầu miếng thuận gió đưa. Đã dính trà khu đón chào mời nhau bánh tè. Xa đến chân người yêu dấu khắp mười trăm chim. Cào hành luôn. Đọc luôn. Ghé bên Ninh Kiều nghe qua cầu Cần Thơ. Nỗi vui đôi bờ, bờ sông Hậu Giang. Sông trăng đón chờ nghe lời sao cô nàng bán bánh ân mua giùm em bánh bia dùng ân từ tối làm sao lời giao chân thân từ tối đành sao chỉ ngọn đớn quê mình dù nẹt bạc liêu tư sở tôi nghe tiếng ai đàn lá nơi câu giọng cổ về thân mình đất An Giang châu đốc dĩa bà 23 tháng chậm đi lễ nhân hương cầu mong gia đạo bình an vô có rồi có rồi nhá có rồi về thăm Kiên Giang dòng miệt thứ An Biên chiều qua Hà Tiên Đông và anh rất vào Cà Mau mình yêu thương anh sớm muộn Ngọc Kiên sang tàu cho nhau thương nhiều Cà Mau về thăm Kiên Giang dòng điền miệt thứ An Biên chiều qua Hà Tiên Đông và anh lại câu rồi Cà Mau mến yêu cuối trời u mình sớm muộn Ngọc Hiến sang tờ cho nhớ thương nhiều Cà Mau ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta không nhớ giữa lũ quê mình đó là miền Tây quê tôi trên 18 tuổi mới liên hệ anh Bi được nha trên 18 tuổi mới liên hệ anh Bi ai biểu nói chuyện chơi đi em kìa chuyện chơi đi em kìa rồi ok Ngọc ơi bị râu lâu chưa lại quá. Râu đâu mà râu trời còn mẹ con nó không đọc không phải coi cái nào khen đẹp quận nhất quận bên hả bạn tưởng Ngọc nè Hi Ngọc mấy giờ con gái đi có râu đâu bà râu
Anh Quý ơi, giận ngập luôn. Hồng trần trên đôi cánh tay, họ ở đời em trong phút giây. Từ ngày thơ còn ngủ mơ đến kiêm thờ. Kì bữa nay live gì mà nó bút xôn biết đi hát rồi. Đi hát rồi. Người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu thành người riêng đến khi ta tự xưng hờ. Tương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hoa mây đêm. Tương sao mùi ra lý hương, vườn vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông, anh nhớ em. À, chim kia về vẫn gấu đông, dạo chân số phù thề. Em mơ đèn xa cánh tôi, chẳng có nếu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dọc, em còn bên anh có phải không? Dạ. Vô. Là chánh viên, bà chánh viên là chánh viên. Mà em đâu biết đâu. Chị Duyên Nhi giờ bữa nay không có quay, bữa nay lịch là chỉ có Lâm Chi, cả nhà của Lâm Chi đó, Trạng Nguyên, chắc là Trạng Nguyên, Kỳ Quang này đó thôi, không có chị Duyên Nhi. Trời ơi Ngọc mà Ngọc thúi mà. Bạn này comment vô duyên quá à. Cười quá à. Chút xíu mẹ chậm á. Mà tiếp tục đi. Bé ơi gọi tên gì được không? Vậy em chờ chị Trung Khi nha. Mình lên 19k. Gì đâu dạ. Lên 93.000 mấy ca bình luận luôn nè. Quá trời luôn. Quá trời quá đất rồi. Vì là phải nói những lời cảm ơn chung cái này. Gì vậy bà? Cảm dạ ơn con chú cảm ơn nhà nhà liên quan đó. Cho phim gia đình là số 1 nha. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục theo dõi bộ phim gia đình số 1 vào giai đoạn cuối. Bạn ơi là bạn Phương Anh ơi, mình học lớp 6 nha. Anh em mình đây ơi. Bé Hai. Ủa có gì mày đang khui tụi nó. Anh Quý ơi, anh Quý. Đi bé Hai. Em là tới đâu tụi nó theo à. Anh để cho anh ấy đi con nói chuyện đi. Không đi học sao? Dạ tại vì bây giờ là giờ tan học lâu rồi nên là Bảo Ngọc mới đi quay. Thì khi mà tan học xong mình có thời gian thì mình sẽ đi quay, chứ mình không có đi quay giữa buổi học và bài. Với lại nếu mà lỡ như có lớp 6 thì Bảo Ngọc sợ có kiểm tra thí dụ 15 phút hay là kiểm tra một tiết gì đó. Nói quả khác đi con. Anh Bi vào màn hình đi ạ. Chào Ngọc. Anh Minh Nam, anh Bi ăn rồi, về toàn nhà. Em biết hát tiếng Hàn không? Dạ cũng biết chút chút. Chào đi con. À, chào cả nhà nha. Dạ đi nó ơi. Hello cả nhà. Anh Quý bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Dạ em không biết. Tí mình bắn ngập yêu. Trung có chun Ngọc à dạ. Ước gì được bé chào lại dạ. Em chào chị Nguyễn Thị Cẩm Hoa. Năm nay lên lớp 6 hả Ngọc? Dạ đúng rồi. Ta bỏ xe luôn hả? Bây giờ bỏ Ngọc mà. Chào Ngọc nha, dạ chào cả nhà. Dạ Ngọc, gửi lời chúc cả nhà đi, tại vì mình đã bị đi quay rồi. Dạ con chúc cả nhà hôm nay có một ngày thứ năm thật là vui vẻ bên gia đình và luôn tươi trẻ nha. Đúng là xinh đẹp. Và tối nay có phim, cả nhà hãy nhớ đến coi phim Gia Đình Là Số 1 phần 2 giờ lúc 19:50 phút trên kênh HTV7. Bye bye chưa? Hai anh em mời cả nhà xem phim tối nay đi nè ba anh em. Mọi người hãy bật HTV 7 vào lúc 19:50. 5 trên có lẽ là 15 nữa. Trên HTV 7. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây 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 Gia Đình Là Số 1. Bây giờ tôi đã bắt rồi ngồi đó đợi gì? Dạ. Ước gì rồi quý chào lại. 25 gì nữa? 2 tiếng nữa hả? Anh Bi nói lại. Rồi Facebook của anh Quý, anh Quý hết hết nha. Anh chưa có người yêu nha quý vị các bạn. Mọi người follow Facebook của anh Quý, của Lâm Chi, của Bi Mắt nha. Nhưng mà anh chỉ có nhu cầu thêm fan thôi chứ anh không có nhu cầu kiếm người yêu nha. Vô nha, add Facebook anh Quý nha. Vô. Facebook của anh Quý hết nha. Report nha. Ờ hay không? Ờ vô nha. Đưa sách vô đọc sao nè. Ủa cái gì? Cái nào thiệt, cái nào giả nữa. Ờ Facebook anh Quý. Ủa nó bị ngược đó. Thấy rõ không? Không rồi ad hết nha. Em anh chấp anh là ad hết luôn phải không? Ad hết luôn.
Em hết tiền rồi. Em hết tiền rồi, em hết. Bye bye cả nhà. Bye bye anh Bi. Bi bye bye luôn nha anh Bi. Bye bye các bạn. Chào lời các bạn nãy giờ đã ngồi xem chương trình tập kỹ của anh em chúng tôi. Mong là bạn sẽ hài lòng. Bye bye. Bảo Ngọc với anh Trạng Nguyên có anh em ruột không kìa? Mày có nha. Có nè, dính tay ruột nè. Ruột da trắng giống nhau. 14 là anh quay bên thầy Phước. Trời ơi, bye của anh Bi mà anh love you bật nữa. Anh Quý. Mọi người. Anh Quý đẹp trai kìa. Bữa nay Bi Mắc và anh Quý và Lâm Chi là sẽ add hết tất cả mọi người khi mọi người add Facebook của các bạn. Ra tập đúng 100 hôm nay rồi. Em của tôi với bạn của tôi hết dai rồi. Đúng mà sao vô Facebook của Bảo Ngọc khen anh Bi với anh Quý đẹp trai không mà ta. Đúng là cái đồ đáng ghét kìa. Buồn lắm các bạn ơi. Anh Quý kìa. Đâu bây giờ lên là add liền luôn nè. Kìa bạn nói cho add cho bạn đó nè. Nè bây giờ là add luôn nè. Đó. Thì nói cho bạn biết luôn kìa, trời ơi. Nói là làm Việt Nam, nói là làm nha cả nhà. Mấy ad tình diện gì nói cho mấy bạn thấy luôn kìa. Ad quá trẻ ad nè không? Là bấm lia lịa. Trời ơi, xuất sắc luôn. Ủa sao anh Quý biết ad vậy? Không biết đâu. Đọc lại cái Facebook kìa. Đọc lại cái Facebook kìa là ad kìa. Đây Facebook anh Quý. Facebook làm gì đâu? Đọc tin gì? Quỳnh Quý thì sao? Quỳnh Quý giờ là SH cả nhà nha nè. Lê lệ. Lê lệ luôn rồi, rồi ơi. Không mau gửi lời kết bạn nữa. À, và cả nhà hãy nhớ gì ta? À, follow TikTok của con nha là. Đâu, bóc follow ra, bóc follow ra. À, ừ. Follow có nằm đây không? Dạ có. Trời có ơi. Kênh, mở kênh luôn. Đợi con xíu, để con xíu. Ê, giờ con lên chịu hả? Thôi, hiện tại bây giờ là bấm. Không, không phải cái này nè, bấm cái này nè. Đâu, bấm sai rồi. Này nè, tôi nè. Đó, tôi đó anh Bi. Máy này máy em. Đây. Cái này nha cả nhà. Đó, xét vô. Tên đọc hình. Đây là cái đúng luôn là Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Cái ID của con là Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Dính dùm luôn. Là Lê Huỳnh Bảo Ngọc 67. 67 nha. Lê Huỳnh Bảo Ngọc 67. Cái ID đó nó mới là đúng nhất. Cái này follow mình được nhiều nè đọc mấy. Dạ cái đúng nhất follow của Bảo Ngọc là như ta. À 906. Đây để bấm vào để giới thiệu đấy mọi người vô nè. Đây. Đây là TikTok của bé Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Mọi người nhớ đón xem và cũng như là like vô để đón nhận những cái clip rất là dễ thương và đáng yêu của bé Bảo Ngọc Lâm Chi nha. Còn anh Quý đưa ra cho cả nhà coi luôn nha. Đó nãy giờ là như đúng là hứa là Quý ad rất là nhiều mọi người và gọi là hên su mê rủi, không thể nào ad hết được một lúc mà mấy trăm người được. Bây giờ mọi người cứ việc bấm ad tương tác, mình Quý sẽ cố gắng ad hết tất cả mọi người nha, cũng như là ad Bảo Ngọc và cũng như là Bi Mắc. Bi Mắc cũng sẽ ad mọi người nha. Giờ anh Quý đưa TikTok của anh Quý ra cho cả nhà coi đi. Còn có TikTok luôn hả? Cái kênh YouTube đi, đưa cái kênh. Đây vô cái kênh YouTube của Bảo Ngọc là để nói cả nhà YouTube của mình luôn. Cả nhà hãy nhớ đăng ký kênh YouTube là Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Đây. Ở đây là kênh YouTube của Quỳnh Quý nha. Đón xem những cái clip rất là dễ thương, clip hát này nọ có gia đình số 1 luôn nha. Rồi đó. Đây cái đầu tiên nè, đợi con xíu nha. Trời quá. Mệt mỏi vô. Đây đợi con xíu. Cái đúng nhất là của con nha. Nó đây đây. Ok vô. Để con phóng to ra. Đây cái này nha cả nhà, Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Hiện tại là đang có 296.000 người đăng ký nha, Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Và 102 video đăng ký, có chữ đăng ký mình nhấn vô thôi, mình chỉ cần mình nhấn vô thôi. Và con mong cả nhà hãy nhớ mỗi khi mà coi cái clip của con xong á thì phải nhớ like, share và subscribe kênh con nha. Tại con thấy nhiều, con thấy rất là nhiều nhiều và người ta lượt xem lắm nhưng mà tại sao lại rất ít người đăng ký. Đây nãy giờ vẫn đang add rất là nhiều người nhưng mà thật sự là rất là nhiều người nên không thể nào add hết được. Và đây Quỳnh Quý chỉ bấm tự nhiên thôi nha, hên xui may rủi nha. Đâu Facebook Bảo Ngọc đâu. Add mọi người luôn đi. Đúng sao đang cầm nè. Dạ. Với lại em không có chơi Facebook, mẹ quản lý cho em. Em không biết add. Hồi nãy nên em mới hỏi ủa sao anh biết add. Anh Quý add được chứ. Đó, Lê Huỳnh Bảo Ngọc có để hình của gia đình là số 1 nha cả nhà. Đó, có chữ Lê Huỳnh Bảo Ngọc nè.
296.000 người đăng ký, tại trong này nó hơi ngược xíu. 102 video nha cả nhà. Nếu mà yêu thương con thì hãy like, share và subscribe và đăng ký cái kênh của con nha. Đó. Còn có nè con một cái clip luôn không? Có một cái clip là bé Bảo Ngọc được mẹ thưởng quà nhân dịp đập hộp đúc bạc. Là bây giờ được 2,3 triệu lượt xem rồi. Và con đã đăng được 3 tuần rồi nha. Đó. Còn có những cái thí dụ như là Maycor hay Smile gì đó thì không có phải là con. Nên là cái chính xác nhất là Lê Huỳnh Bảo Ngọc. Được, kêu anh hai đưa cái Facebook qua kìa cho để đưa lên cho cả nhà thấy TikTok anh Bi. Nguyễn Đăng Khoa thôi. Còn TikTok là anh Bi đẹp trai. Đẹp trai nha, thấy trai nha. Thôi khỏi đi được rồi. Chuẩn đang ép mọi người lia lịa nha cả nhà ơi. Trời ơi, anh Bi anh biết kinh doanh quá. Chuẩn đang ép mọi người lia lịa. Anh Bi dạo này hơi buồn tại vì cả nhà tim ít cho anh Bi quá, với lại anh Bi ít follow quá. Bữa đăng hình lên cũng một nghìn mấy người like, buồn giận luôn, rút lại. Lát mà like cho anh Bi đi. Ấy trời, mất wifi. Anh quý chị mượn cho anh Bi cái TikTok. TikTok. Ủa nãy giờ nghe đồn là bye bye cả nhà đi quay mà sao còn ngồi quay. Cái đồn có nãy mua đúng luôn kìa anh. Rồi vô. Đúng lấy con luôn á. Bi. Max. Tìm. Sẽ cố gắng. Và cái đầu tiên của anh Bi có dấu tích xanh nè. Anh Bi lên dấu tích xanh dương rồi. Rồi biết mà. Dấu tích xanh dương là dấu tích cao hơn dấu tích vàng luôn. Oh my god. Nhưng mà anh Bi chỉ có 435.800 người đăng ký thôi. Đó, anh Bi hiện tại là đang có tổng cộng 10 video và có 4 cái hot. Thôi dấu tích vàng này dữ rồi. Anh Bi ơi, anh Bi lên dấu tích xanh dương luôn rồi nè. Anh Bi á, lên dấu tích xanh dương luôn rồi đó. TikTok anh Bi nè. Xanh dương luôn rồi đó. Anh ra bộ, anh không hay. Trời thấy luôn. Thiệt né. Anh sẽ cố gắng add hết tất cả mọi người nhưng không hứa là sẽ add hết nha, tại vì tắm một lượt hên xui chỉ có, nhưng mà được add tại vì khá là nhiều người nên không có nào add hết được. Sẽ cố gắng add hết tất cả mọi người nha. Chim kia về bên cánh đồng. Hồi năm tôi 9-10 tuổi tôi té, tôi băng tay là vì lưng xuống mình. Hai đứa chị mình chào cả nhà đi, đặng vô chuẩn bị quay nè. Thôi bây giờ con chào tạm biệt cả nhà nha, bây giờ con phải đi quay rồi. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ và sau khi mà chúc câu đi liền. Giải lao sau khi có một ngày làm việc vất vả thì mọi người hãy nhớ tối nay 19:55 trên kênh HTV7 nhớ đón xem phim Gia đình là số 1 phần 2, gia đình là số 1 đừng lùn qua số 2. Gia đình là số 1 đừng lùn qua số 3. Gia đình là số 1 đừng lùn qua số 5. Gia đình là số 1 mà phần 2 đã nhiều nè. Hãy ủng hộ tất cả các diễn viên của phim Gia đình số 1 nha. Bye bye. Ra đây.